Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của linh hồn. Linh hồn của một người là gì? Các linh hồn là xế trong cơ thể, đó là ruhu hoặc linh hồn hoặc atma. Sự thực hiện của nó làm cho cơ thể vật chất trở nên sống động. Nhiều truyền thống tôn giáo và triết học ủng hộ quan điểm rằng linh hồn là chất thân ta, một tinh thần, một tia lửa phi vật chất, đặc biệt đối với một sinh vật duy nhất. Làm thế nào để linh hồn rời khỏi thể xác? Những linh hồn tốt và hài lòng được hướng dẫn hãy đến với lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng rời khỏi cơ thể, chảy dễ dàng như một giọt nước từ bình nước, được các thiên thần quấn trong một tấm vải liệm có hương thơm và được đưa đến thiên đường thứ bảy, nơi lưu trữ hồ sơ. Những linh hồn này cũng vậy, sau đó được trở về cơ thể của nó. Sự đặc biệt giữa linh hồn và tinh thần là gì? Trong khi hai từ thường được dùng thay thế cho nhau, sự khác biệt cơ bản giữa linh hồn và tinh thần ở con người là linh hồn là sinh vật sống động, hay là nơi chứa đựng các giác quan, ham muốn, tình cảm và sự thèm muốn. Các tinh thần là một phần của chúng, tôi kết nối hoặc từ chối kết nối để Thiên Chúa. Linh hồn, thể xác và tinh thần là gì? Trong thần học Cơ Đốc giáo, quan điểm ba bên tam phân cho rằng loài người là tổng hợp của ba phần riêng biệt: thể xác, tinh thần và linh hồn. Nó trái ngược với quan điểm lưỡng nguyên phân đôi, nơi linh hồn và tinh thần được gọi là những thuật ngữ khác nhau trong cùng một thực thể, linh hồn và tinh thần. Linh hồn bạn có thuộc về Chúa không? Kinh Thánh dạy rằng chúng ta bao gồm cơ thể, tâm hồn và tinh thần. Có thể bạn toàn bộ tinh thần, tâm hồn và cơ thể được bảo quản không thể chê trách ở việc sắp xếp của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Cơ thể vật chất của chúng ta là hiển nhiên, nhưng linh hồn và tinh thần của chúng ta ít phân biệt hơn. Động vật có linh hồn không? Động vật có linh hồn, nhưng hầu hết các học giả Ấn Độ giáo nói rằng linh hồn động vật tiến hóa vào bình diện con người quá trình luân hồi. Vì vậy, động vật là một phần của một chu kỳ sinh tử, tái sinh con người, nhưng đến một lúc nào đó chúng không còn là động vật và linh hồn của chúng nhập vào cơ thể của con người để chúng có thể gần gũi hơn với Chúa Chúa Trời. Trái tim có kết nối với tâm hồn không? Phần bên trái của não của bạn được kết nối ở vùng rốn ở bên dưới phần đó của cơ thể, trong khi phần não bên phải được kết nối ở phía trên vùng tim một chút. Trong khi ở giữa bên trái và bên phải của não, linh hồn của bạn cho phép bạn hiểu cả tâm trí và trái tim. Động vật có linh hồn và lên thiên đàng không? Chúa đã ban cho mỗi con vật một linh hồn. Vì vậy, động vật tiếp tục tồn tại mãi mãi, cũng giống như con người. Một con vật sở hữu một linh hồn. Kể từ khi con vật nào có linh hồn, chúng nó ca ngợi Thiên Chúa đấng làm cho nó. Trong cuốn sách của ông trời, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng động vật theo cách riêng của nó ca ngợi Thiên Chúa. Một tâm hồn lành mạnh là gì? Đối với tôi, sức khỏe tâm hồn có nghĩa là loại bỏ những lời nói dối có hại về bản thân và thay thế cho chúng bằng sự thật. Nó cũng có nghĩa là đánh thời gian để nghỉ ngơi và làm những việc giúp nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần của chúng ta, như trau dồi năng khiếu của bạn, đọc một cuốn sách mới, đi chơi với gia đình và thiền định. Làm thế nào để bạn củng cố tâm hồn của bạn? Ăn uống điều độ, tập thể dục và ăn mặc sao cho bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Hãy chủ động về bạn sức khỏe, và bạn có thể sử dụng cơ thể để tăng cường linh hồn của bạn. Sức mạnh của linh hồn là gì? Trong thế kỷ thứ 21,
Linh hồn thay vì chất sẽ biến đổi tất cả cuộc sống. Các điện của Xô tiết lộ thần thánh linh hồn bí mật, trí tuệ, kiến thức và thực hành để chuyển đổi ý thức của nhân loại và tất cả các linh hồn, và soi sáng cho chúng theo thứ tự để tạo ra tình yêu, hòa bình và sự hài hòa của nhân loại, mẹ, trái đất và tất cả vũ trụ. Nuôi dưỡng tâm hồn có nghĩa là gì? Khi bạn làm việc để đạt được các mục tiêu của sứ mệnh của mình, bạn nuôi sống tâm hồn mình. Bạn không cần phải theo tôn giáo để điều này xảy ra, hoặc làm điều gì đó công khai về tâm linh. Thức ăn cho tâm hồn có thể là những kinh nghiệm giúp bạn hiểu và củng cố mối liên hệ hoặc sự hiệp thông của bạn với Chúa. Linh hồn trong Cơ Đốc giáo là gì? Trong thần học, linh hồn được định nghĩa là một phần của cá nhân, một phần của thần tính và được coi là sống sót sau cái chết của thể xác. Chúa có linh hồn không? Theo Sáng Ký chương 2 câu 7, Đức Chúa Trời không tạo ra một cơ thể và đặt linh hồn vào đó như một lá thư vào một phong bì bụi. Đúng hơn, Ngài đã hình thành cơ thể con người từ cát bụi, sau đó bằng cách hít hơi thở thần thánh vào đó, Ngài đã làm cho cơ thể của cát bụi sống lại. Tức là hạt bụi không phải là hiện thân của một linh hồn, nhưng nó trở thành một linh hồn, một sinh vật toàn thể. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.